cứ thế hắn là gọi xem đâu thì tưởng phải ốm. Đón chị anh về nhá. Đón anh nhá. Đón chị anh về chơi với con nhá. Chị Dung đang đi làm đâu mà nấu cháo? Chị Hồng tối hôm qua. Hồng tối qua à? Không, hồi sáng nay nấu nặng. Đừng có hôm qua nay, hồi sáng nay nhìn cháo cứng hết đời nha. Vâng. Cháo này như kiểu chị cho ít nước mẹ. Khô nước. Nó không có nước. Giống cháo thì mỡ ngon, để xào thì đúng là đầu, giờ là hết thì cạch đúng là đầu. Thank you.